Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi là đầu bếp Cẩm Thiên Long. Và ngày hôm nay thì Long rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với lại mọi người trong chuỗi series hướng dẫn nấu ăn cùng MM Mega Market. Bên cạnh đó thì vừa qua hai video clip trong chuỗi series món ngon ngày hè dành cho bé, Long cùng với lại MM đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những gia đình có trẻ nhỏ, những comment, những hình ảnh, những chia sẻ về những hoạt động cùng với lại bé trong gian bếp của mình. Và qua đó ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chút xíu thay đổi về hình thức. Với những nguyên liệu mà trước mặt của Long thì chúng ta sẽ có một mini game. Và thể lệ của mini game như thế nào thì mọi người có thể là tìm hiểu ở dưới phần comment. Và Long cũng chia sẻ thêm cho chúng ta là những nguyên liệu cũng như là công cụ, dụng cụ mà Long sử dụng cho món ăn này, để cho mọi người có ý tưởng và chúng ta sáng tạo, thể hiện sự sáng tạo của mình, đặc biệt là cùng với lại bé ở nhà. Đầu tiên, Long có sử dụng ở đây là một cái máy xay, một nồi nước đang đun sôi sẵn. Bên cạnh đó thì nguyên liệu rau củ gồm có là bông cải trắng, cà rốt, ở đây có cả nui, xúc xích, phô mai đã bào sẵn, một ít là thảo mộc, ở đây Long sử dụng là ngò rí, sữa tươi, không đường, bơ lạc, gia vị nêm nếm là muối tiêu cùng với lại một chút xíu bột mì. Và với những nguyên liệu mà Long vừa mới chia sẻ, hy vọng là em sẽ đón nhận nhiều công thức cũng như là những hình ảnh chia sẻ về những hoạt động của gia đình mình tại gian bếp cùng với lại trẻ em. Và quan trọng hơn hết đó chính là thành phẩm cuối cùng mà Long sẽ làm dựa trên những nguyên liệu này như thế nào trong video clip tiếp theo.